Đây là Redmi Watch 3. Đây là một con đồng hồ thông minh có thể xem là giá rẻ nhất trong những cái smartwatch của Xiaomi tính đến thời điểm hiện tại. Redmi Watch 3 cũng mới vừa được ra mắt ít hôm thôi. Thì trong video này á, mình muốn chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm của mình đối với lại Redmi Watch 3. Và đây là một cái đồng hồ mà mình cũng khá thích nó. Rồi, bây giờ thì mời các bạn coi video ha. Trước tiên á, các bạn cần để ý là đây là một cái dòng smartwatch. Nó không thuộc vào cái phân khúc Smart Band mà Xiaomi đang có nha. Những cái Smart Band mà Xiaomi đang có, ví dụ như là Xiaomi Smart Band 7 hay là những con Smart Band 7 Pro á. Còn con Redmi Watch 3 này thì nó lên hẳn tới cái dòng Watch rồi nha các bạn. Và dễ thấy nhất của nó chính là một cái nút cứng để mà các bạn có thể điều khiển và thao tác nó dễ dàng hơn. Về mặt thiết kế á, thì các bạn thấy là đây là một cái đồng hồ rất là đẹp, một cái đồng hồ rất là xinh xắn và nó sẽ phù hợp với lại cả nam lẫn nữ, ai xài cũng đẹp hết. Và cái style của con Redmi Watch 3 này á, các bạn thấy là nó sẽ hơi nhỏ nhỏ một chút xíu. Nó không quá to, nó không quá hầm hố, nó không phải mặt tròn như kiểu những con Xiaomi Watch dòng S. Ngoài ra mình còn rất thích cái việc con Redmi Watch 3 này á, nó rất là nhẹ nhàng, cho nên khi mà mình đeo lên tay á, nó cực kỳ thoải mái luôn. Đeo lâu không có sợ mỏi, không có sợ nặng. Màn hình của Redmi Watch 3 là một cái màn hình vừa đủ, không quá to, không quá nhỏ. Và nó rất là sáng nha các bạn. Khi mà các bạn ra ngoài nắng á, các bạn vẫn có thể xem được ở cái mức độ sáng tầm 60%. Đây là cái mức mà bình thường mình sẽ set để mà mình sử dụng hàng ngày. Lúc mà mình ra đường, mình ra cái khu vực hồ bơi của mình ngay giữa trưa rất là nắng của trời Sài Gòn thì mình vẫn có thể xem mà không gặp bất kỳ vấn đề nào cả. Một trong những cái điểm nổi bật nhất của con Redmi Watch 3 đó là nó có thể nhận được cuộc gọi ngay trực tiếp từ đồng hồ và các bạn có thể trả lời luôn, bởi vì nó có tích hợp micro và loa. Và nó không chỉ nhận được cuộc gọi thông thường ha, mà hello, mình đã test rồi và nó chạy tốt với lại các cuộc gọi Messenger nè, Telegram cũng như là Zalo luôn. Chất lượng đàm thoại trên cái đồng hồ này á, là tốt so với những cái smartwatch trong cái phân khúc tầm 3 triệu đổ lại. Các bạn đừng quá kỳ vọng là cái loa này á, nó sẽ cực kỳ to. Không có đâu, mình chưa từng xài một cái smartwatch nào mà có loa rất là to hết. Cho nên khi mà các bạn nghe ở ngoài đường á, thì có thể là vẫn sẽ hơi khó khăn một chút. Lúc đó xài tai nghe Bluetooth thì vẫn ok hơn. Nhưng nếu các bạn đang ở trong phòng, trong nhà, thì lúc đó cái việc trả lời cuộc gọi ngay từ cái đồng hồ này là hoàn toàn khả thi nha. Và ở đầu bên kia á, nghe cái chất lượng micro thu cái giọng nói của mình á, cũng tốt, không có gì phải than phiền cả. Nếu mà các bạn mua những cái smartwatch như thế này mà các bạn chỉ xem thông báo thì nó hơi uổng. Các bạn nên dùng nó cho những cái hoạt động tracking thể thao, thì nó sẽ thú vị và nó cho các bạn nhiều cái thông tin hơn về cái việc tập luyện của các bạn. Mình đã test nó với lại hai cái môn mà mình hay chơi, thứ nhất là đi bộ và thứ hai là bơi. Thì đối với lại cái việc đi bộ thì các bạn có thể thấy là thứ nhất về cái giao diện á, nó hiển thị rất là đủ thông tin. Tất cả những thông tin cơ bản mình cần biết về một cái cuộc đi bộ của mình. Ví dụ như là tín hiệu GPS có hay chưa, hay là khoảng cách mình đã đi, hay là lượng calo đã tiêu thụ, hay là cái mức nhịp tim nó như thế nào, thì nó đều được hiển thị một cách rất là đầy đủ. À, và con đồng hồ này là nó có tích hợp sẵn GPS bên trong, cho nên nó có thể chạy độc lập mà không cần các bạn phải đem điện thoại theo ha. Thì cái tốc độ bắt GPS của con đồng hồ này là nó hơi chậm hơn so với lại những cái smartwatch khác của Xiaomi mà mình từng xài. Mình tốn khoảng chừng 15 cho tới 20 giây thì con Redmi Watch này nó mới có thể bắt được tín hiệu GPS ở cái khu vực mà nhà mình đang ở, là cái khu vực có nhà chung cư ha. Còn với những cái smartwatch khác của Xiaomi mình từng test trước đây thì chỉ tầm 10 giây thôi là nó đã bắt xong rồi. Nếu như các bạn ở những cái khu vực mà thoáng hơn, rộng hơn thì cái thời gian bắt GPS này nó sẽ càng nhanh hơn ha. Mình cũng có test thử là khi mà mình đi á, mình thử băng qua đường nè, mình thử cắt vô những cái hẻm nhỏ nè, thì cái GPS này nó đều record đúng hết. Và mình cũng có thể xem lại cái lộ trình mà mình đã đi trên cái app của Xiaomi. Ngoài ra thì nó còn đồng bộ luôn với lại app Health ở trên iPhone nữa. Cho nên nếu mà các bạn nào có đang xài iPhone thì các bạn vẫn có thể xem được những cái thông tin đó ha. À quên mất, sẵn nói luôn, con đồng hồ này á, nó có thể chạy tốt với cả Android lẫn iPhone nha. Cho nên bất kể các bạn đang xài cái điện thoại nào thì các bạn đều có thể mua con này về mà xài yên tâm. Rồi, cái môn kế tiếp mà mình test á, đó là đi bơi. Con Redmi Watch á, nó hỗ trợ chống nước lên tới 5 ATM lận, cho nên là mình có thể đi bơi ở hồ là rất bình thường ha. Với cái việc mà nó đi bơi á, thì các bạn thấy là cái giao diện khi mà nó hiển thị thông số bơi á, nó ít hơn, nó không có được phong phú như là khi đi bộ. Ngoài ra thì giống với lại những cái đồng hồ khác của Xiaomi thì nó vẫn có một cái sự delay vào khoảng 3 giây để mà nó cập nhật được cái quãng đường mình đã bơi trong hồ ha. Những cái này thì nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cái việc tập luyện của các bạn. Nó vẫn có thể giúp mình track được về nhịp tim, nó vẫn có thể giúp mình track được về quãng đường mình đã bơi hay là sải bơi và những cái động tác của mình ra làm sao. Thì tất cả những cái thông số này thì nó đều hỗ trợ đầy đủ hết. Có một cái mà con Redmi Watch 3 nó sẽ làm tốt hơn so với lại những cái dòng Xiaomi Band nói về cái việc tập luyện thể thao, đó là bạn thấy nó có một cái nút cứng ở đây nè. Thì khi mà mình nhấn vào cái nút cứng này á, mình có thể dễ dàng pause hoặc là restart được cái việc tracking thể thao của mình. Ví dụ các bạn đang đi bộ mà các bạn muốn dừng lại một chút để các bạn mua gói xôi, tí nữa đi lên ăn chẳng hạn, thì các bạn có thể bấm dừng mà không có phải thao tác trên cái màn hình, nó bất tiện hơn.
Riêng cái việc mà đi bơi á, thì mình vẫn có thể bấm cái nút này để mà pause cái việc tracking. Tuy nhiên á, cái bước để mà làm á, thì nó hơi dài một chút, tại vì mặc định thì con Redmi Watch nó sẽ khóa cái màn hình để nó không có bị chạm khi mà xuống nước. Cho nên là mình phải bấm một nút rồi mình bấm giữ 2 giây thì nó mới ra cái menu. Mình hy vọng là trong một cái bản cập nhật phần mềm nào sắp tới á, mình có thể double click cái nút này là tạm ngưng và double click thêm lần nữa để restart cái việc tracking khi bơi. Vậy là ngon. Về phần mềm á, thì nó không quá khác biệt so với lại những cái thế hệ trước đây. Chúng ta vẫn có một cái giao diện rất là Xiaomi, những cái icon, tất cả mọi thứ được thể hiện rõ ràng, đẹp, thiết kế, dễ hiểu. Mà có một cái điểm mà mình nhận thấy sự khác biệt á, đó là cái giao diện này nó mượt. Nó mượt hơn so với lại những con Redmi Watch trước đây luôn. Và nó cũng mượt hơn so với lại những con Xiaomi Smart Band hiện nay luôn đó các bạn. Thời gian dùng pin là một trong những điểm rất ấn tượng của con Redmi Watch 3 ha. Tuy đây là một cái dòng giá rẻ thôi, nhưng mà thời gian dùng pin của nó có thể lên được tối đa theo Xiaomi quảng cáo là 12 ngày. Còn về thời gian sử dụng thực tế thì mình có thể xài nó trong khoảng 7 cho tới 10 ngày là bình thường. Nếu như mà các bạn có track đi bộ, nếu mà các bạn có track bơi nhiều thì nó sẽ giảm nhanh hơn. Nhưng mà ở cái mức 7 ngày là siêu dư giả cho bất kỳ một con smartwatch nào hiện nay rồi. Thêm một chút thông tin cho các bạn thì một cái lần mình track bơi vào khoảng 25 phút thì nó tốn khoảng 3% pin ha. Rồi, tóm lại ha, con Redmi Watch 3 này có đáng mua hay không? Đây là một con smartwatch mà rất đáng để các bạn nằm trong cái danh sách lựa chọn khi mà các bạn muốn mua một cái đồng hồ thông minh giá rẻ mà có đầy đủ tính năng và đặc biệt là có tích hợp luôn cả GPS bên trong để các bạn có thể đi tập luyện mà không cần phải cầm được cái điện thoại của mình. Đặc biệt là ở thời gian đầu á, cái mức giá 2.790.000 của nó còn được áp thêm một số cái khuyến mãi nữa, cho nên các bạn có thể kiếm được một cái mức giá khá là tốt. Redmi Watch 3 sẽ được phân phối độc quyền tại Thế Giới Di Động trên toàn quốc với giá lên kệ là 2.790.000 ha. Từ ngày 7 tháng 4 cho tới ngày 16 tháng 4, khi mà các bạn đặt mua Redmi Watch 3 thì các bạn sẽ được giảm trực tiếp 30% khi mua kèm điện thoại Xiaomi hoặc là tai nghe Redmi Buds 4 trị giá là 1.590.000. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về con Redmi Watch 3. Nếu như các bạn có câu hỏi nào hay các bạn có muốn mình test thêm gì về con đồng hồ này, comment chia sẻ cho mình biết nha.